tất cả mọi người ha. Bữa nay là ngày 5 tháng 11 2022. Trong giờ mình sẽ chơi 6 game, và game đầu tiên là Igaloo. Ta sẽ chơi tiếp. Chế độ khó nữa. Dạ, chúng ta tiếp tục. Đây gọi là Set Legend 2. Nói chung được gì đâu mà. Set này còn khá nhiều nhân vật mà chưa có mua được. Cool. Okay. Ready? Xong rồi tiếp tục bạn. Game thứ 3 ha, Garden Road. Ok, bước 5. Nhé, yeah, bắt đầu nhé. Đó là Saiyan World. Ok. Hơn 2.000 nữa. Sinh viên vật này. Xong. Ok. Đây là Aquarius ha. Ok, bắt đầu và tiếp tục sau cùng là ra đó boss Ultimate Fighter. Yep.